Sự xảo trá của Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Sau khi kích động giáo dân tấn công làm bị thương 4 cảnh sát cơ động, gián tiếp đẩy 10 giáo dân của mình vào trại tạm giam, Linh Mục Nguyễn Đình Thục tối nay đã đăng bài để biện hộ cho hành động gây rối sáng nay tại khu công nghiệp WHA, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bằng giọng lưỡi cú diều, Thục quay sang chỉ trích chính quyền khi đóng đường dân sinh, nhắc đến việc người ta cưỡng chế đóng cửa con đường đi dân sinh cắt ngang qua khu công nghiệp WHA như là cưỡng đoạt đường đi của duy nhất của người dân, và việc này khiến người dân nơi đây bị rơi vào thế cô lập vậy. Thục viết, hàng ngàn cảnh sát cơ động hỗ trợ để cướp con đường dân sinh, nối kết nhân dân nửa xã Nghi Thuận với trung tâm xã, nơi đó có trụ sở ủy ban, trường học, trạm xá. Đó cũng là con đường để dân đi lên thành phố, bệnh viện, đến chợ. Và một mai đây công ty đóng đường không cho chúng tôi đi nhờ nữa, thì con em chúng tôi đi học bằng đường nào? Thục cố lờ đi việc để thay thế đường dân sinh đi giữa khu công nghiệp. Người ta đã bỏ tiền xây dựng một con đường nhựa trải alpha đẹp đẽ, có cây xanh, điện chiếu sáng, thay thế con đường gồ ghề đá sỏi đã cũ. Chỉ duy nhất là nó dài hơn 200 mét so với đường dân sinh cũ, ngang với cú vặn ga trong 10 giây đồng hồ. Và Thục cũng quên mất luôn những lợi ích cho người dân khi ở gần khu công nghiệp. Đó là công việc ngay gần nhà, giúp hàng trăm thanh niên không phải vất vưởng ở các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, mà có thể lo đủ cho cuộc sống của mình. Đó là kiếm được từ dịch vụ cho khu công nghiệp, tiền cho công nhân thuê nhà, tiền bán gạo thức ăn cho hàng ngàn công nhân. Nói không ngoa, nó có thể thay đổi bộ mặt cho giáo xứ mà y đang là quản xứ. Nguyễn Thái Hợp đã nghỉ hưu, Đặng Hữu Nam đang gần đất xa trời. Liệu Nguyễn Đình Thục đang cố trở thành ngọn cờ chống cộng trong công giáo?